Một học sinh tiểu học 11 tuổi trước khi nhảy lầu tự tử đã để lại thư tuyệt mệnh tố cáo cô giáo của mình, nhưng nhà trường đã phủ nhận toàn bộ. Mới đây thì thêm một thông tin từ bạn cùng bàn của cậu bé cũng đã để lại, và hãy cùng SNews chúng mình tìm hiểu thêm nhé. Theo đó thì vào trưa ngày 7 tháng 5, một học sinh tiểu học 11 tuổi tên là Chang Mu, học sinh của trường Yukai ở thành phố Bai Yin, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã nhảy lầu tự tử ngay tại trường học. Sau khi sự việc xảy ra thì cảnh sát đã tìm thấy 2 bức thư tuyệt mệnh cũng như là một cây bút và máy tính xách tay. Vấn đề này đã thu hút được sự chú ý của phòng giáo dục địa phương và đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Đáng chú ý thì nội dung bức thư tuyệt mệnh đã chỉ ra nguyên nhân em quyết định kết thúc cuộc đời của mình. Em viết như sau: hôm nay em bị cô giáo đánh, em không muốn sống nữa vì ngày nào cũng phải làm bài tập về nhà làm em run lắm. Một bức thư tuyệt mệnh khác còn nói rằng cô giáo nhất định sẽ bị đưa ra tòa. Nhiều người đã không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến những bức thư này. Theo lời của bạn cùng bàn như sau: hồi lớp 2 thì cậu ấy đã bắt đầu viết một lá thư tuyệt mệnh và không viết được chữ muốn chết, chính em đã viết chữ đó hộ cho bạn. Sau khi vụ việc xảy ra thì phòng giáo dục đã phản hồi rằng giáo viên của trường không trừng phạt học sinh và cảnh sát địa phương cũng loại trừ khả năng giết người. Tuy nhiên thì gia đình của Chen đã không đồng ý với việc này và cho rằng Chen đã bị một giáo viên phê bình trước đám đông. Ngoài ra thì cô giáo này cũng đã đánh cậu bé cách đây vài năm và kể từ đó thì nam sinh luôn bị ám ảnh tâm lý lâu dần thì mới dẫn đến sự việc đau lòng xảy ra. Khi đó thì mặt của cậu bé đã đỏ bừng sưng tấy sau khi về nhà. Sau khi biết nam sinh bị giáo viên đánh thì bố của cậu có muốn chuyển con đến trường khác nhưng rất khó làm thủ tục. Ngoài ra thì cha của cậu bé cũng cho biết là gia đình nấu rượu và thuốc lá. Chồng của cô giáo đã đến lấy rượu trong cửa hàng rất nhiều lần và không bao giờ trả tiền. Sau đó thì ông cũng đã tìm họ để đòi tiền nhiều lần nhưng không được, và cũng kể từ đó thì người giáo viên này bắt đầu nhắm vào con trai của ông. Khi sự việc xảy ra như vậy đã khiến cho nhiều cư dân mạng vô cùng là phẫn nộ. Nhiều người cho rằng trẻ em bây giờ có lòng tự trọng rất cao, tại sao lại có thể phê bình chỉ trích một em học sinh trước đám đông, khiến cho cậu bé xấu hổ đến mức là chọn cách nhảy lầu tự tử như vậy. Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên để xảy ra một tình trạng đáng tiếc như vậy. Nhiều người cũng yêu cầu nhà trường cần có một lời giải thích rõ ràng cũng như là có một biện pháp kỷ luật thích đáng đối với cô giáo này. Hiện tại thì sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Và chúng mình là SNews, mọi người đừng quên like, share và cái kênh để cập nhật tin tức mới có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.